Một câu hỏi nữa của đoàn này, kính bạch thầy, vợ chồng con chậm có con. Con đã tham gia hai pháp hội Quan Âm Bồ Tát của chùa nhưng chưa thấy tin vui, xin thầy chỉ giúp cho con nữa. Cố nốt một pháp hội nữa đi. Sang tháng 9 là gì? Là có pháp hội Quan Âm thứ ba tiếp. Phật tử nên thì nên cố thêm một pháp hội nữa. Các cụ ngày xưa nói gì? Ba keo thì mèo mở mắt. Hãy cứ thử đi. Ba keo mèo mở mắt. Mà ba keo mèo không mở mắt thì thôi, coi như là gì? Là thầy không đủ duyên với đôi vợ chồng nhà Phật tử này, thì thôi đi tìm cửa khác. Hoặc là đi gì? Đi tìm đến các bác sĩ, các bệnh viện để họ tư vấn và chữa xem như thế nào. Còn tới đây thì cứ đi lấy. Nhưng mà từ giờ đến thì, từ giờ cho đến pháp hội Quan Âm vào, dự kiến là vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, thì vợ chồng nhà này thì nên phát nguyện ăn chay trường và tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và một cái điều quan trọng, một điều đặc biệt nhất nữa, đó là trong 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội, tính làm sao mà 21 ngày trước khi diễn ra pháp hội không ăn chay trường được từ bây giờ thì thôi. Cứ tính từ bây giờ cho đến 20, tính từ khi nào, từ ngày 16 trở về trước là 21 ngày. Cứ tính cho thầy, thầy dỗ toán, thầy không biết tính đâu. Phật tử cứ tính đi, trước từ ngày 16, tức là từ ngày 15 trở về trước là 21 ngày. Ăn chay trường, mỗi ngày tụng hết ba quyển kinh Thượng, Trung và Hạ thành một bộ kinh Địa Tạng đó. Nếu mà vợ bận đi làm thì chồng tụng, chồng bận đi làm thì vợ tụng, nghĩa là trong hai vợ chồng phải có một người tụng. Nhưng hai vợ chồng ăn chay được, chay trường được là tốt nhất. Và đặc biệt đó, trong 21 ngày đó, trong gia đình không nên sát sinh hại vật. Cả nhà ăn chay được là quý nhất. Việc thứ nhất. Việc thứ hai là không được ăn ngũ tân. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Trong 21 ngày đấy tuyệt đối không ăn 5 loại hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Không ăn thịt, không uống rượu. Và đặc biệt hai vợ chồng này nên gì? Nên mỗi người ngủ một phòng. Nghĩa là gì? Không được chung chăn cung gối. Kể cả là vợ chồng 21 ngày đó thì phải kiêng cử tuyệt đối. Gọi là đi tu đấy. 21 ngày đấy vợ cũng tu mà chồng cũng tu. Hai vợ chồng đều gì? Đều là người tu tuyệt đối tại gia. Thịt cá không, ngũ tân không, mà gì, mà cái chuyện gì dục vọng cũng không. Dừng lại để gì? Để tu đã. Sau 20 đến ngày 16, hai vợ chồng lên mà lễ, nghỉ công việc lên mà lễ. Lễ suốt cả 3 ngày pháp hội đó. Sau 3 ngày pháp hội đó thì trúng ngày 19, tức là ngày vía Đức Quan Âm. Hai vợ chồng đi đi thật sớm lên chùa Tản Viên mà lễ Phật lễ Tổ, mang mấy cái can đi ra giếng Quan Âm xin nước. Xin nước xong đem lên trên trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, điện Quan Âm á, đặt lên trên ban Quan Âm có vị Bồ Tát bế đứa trẻ đó, hoặc là pho tượng Quan Âm Tống Tử đó, đặt lên đây mà cầu mà khấn mà xin. Thì về lần này á, được thì tốt, mà không được thì có nghĩa là gì? Duyên cầu tự của Phật tử với Phật là gần như là không có. Thế thôi đi tìm cửa khác. Nhưng thầy nghĩ rằng á, thành tâm đến chỗ tột cùng, làm được như lời thầy nói, mà không được thì mới là lạ. Hãy cứ làm đi. Làm lần này mà không được mới là lạ. Nhưng bạn phải làm được như thế. Cái thứ nhất, không sát sinh hại vật, không ăn thịt uống rượu, bia. Cái thứ hai, không ăn ngũ tân hành hẹ tỏi kiệu. Cái thứ ba, cả nhà ăn chay được là tốt nhất. Và cái thứ tư, một điểm cũng rất quan trọng, đó là một ngày phải tụng được hết cả một thời kinh, một bộ kinh Địa Tạng sáng, chiều và tối. Dừng các công việc lại để gì? Để làm cái việc mà mình mong cầu đó. Và cái thứ năm, đặc biệt hai vợ chồng không được chung chăn chung gối trong vòng 21 ngày đó, phải thanh tịnh tuyệt đối. 3 ngày đi lên đây dự pháp hội cũng phải thanh tịnh tuyệt đối. Ngày mùng 19, tức là xong pháp hội đi lên lấy nước xong rồi về thì tình cảm vợ chồng lúc đó chung chăn chung gối gì đấy thì tùy. Chỉ sau, thầy nghĩ là sau một thời gian ngắn là có tin vui thôi. Làm được như thế thì tin vui sẽ đến 99%. Mà còn có 1% mà không được nữa thì cái này chắc là Phật tử không có đủ duyên với Phật trong vấn đề cầu tự.